rộ lại đoạn clip Hòa Minzy quỳ gối cầu hôn bạn trai lúc mang thai. Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải trở thành chủ đề được quan tâm trong chiều tối ngày 17 tháng 2 khi lộ nghi vấn đường ai nấy đi. Ở thời điểm hiện tại, những động thái của người trong cuộc đều nhận được sự chú ý, bàn luận của dân tình. Giữa lúc này, những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa giữa Hòa Minzy và Minh Hải đã được dân tình chia sẻ rầm rộ trở lại. Cụ thể đáng chú ý trong số đó chính là clip giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, cầu hôn bạn trai thiếu gia giữa nơi đông người. Theo đó, khi có mặt ở một phòng trà, Hòa Minzy đã trình bày ca khúc cầu hôn để dành tặng bạn trai. Người đẹp sinh năm 1995 diện váy xinh đẹp như công chúa, vừa ôm bó bông lớn vừa hát. Trong suốt quá trình thể hiện ca khúc này, nữ ca sĩ và bạn trai liên tục có những hành động tình tứ khiến khán giả bên dưới nhiệt tình gieo hò. Đặc biệt khi hát đến câu, anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Hòa Minzy còn quỳ gối và nắm chặt tay Minh Hải. Hành động của Hòa Minzy khiến ai nấy cũng không khỏi bất ngờ. Khi nhiều khán giả bên dưới nhiệt tình gieo hò, thiếu gia Minh Hải đã có hành động đáp lại người yêu của mình. Lúc này Minh Hải cũng quỳ xuống và hát nhắn gửi đến bạn gái, có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh xây đủ lớn để rồi thời gian, ta lại có nhau. Kết thúc màn trình diễn này, Hòa Minzy và bạn trai dành cho nhau cái ôm ngọt ngào, cười tít mắt đến mức khán giả bên dưới ai cũng gieo hò, hạnh phúc lây. Ở thời điểm đứng trên sân khấu này, Hòa Minzy cũng được cho là đang mang thai con đầu lòng của bạn trai giàu có. Soi lại khoảnh khắc hạnh phúc này, dân tình không khỏi hoang mang trước tin đồn Hòa Minzy và bạn trai đã đường ai nấy đi. Được biết trong suốt thời gian qua, thiếu gia gốc Long An sang Úc vì công việc, còn nữ ca sĩ ở nhà chăm con trai. Theo đó, dân tình nhận ra điểm bất thường rằng Hòa Minzy và Minh Hải trong những tháng gần đây đã không hề nhắc đến nhau, cũng chẳng có bất cứ tương tác nào trên mạng xã hội. Dù trước đó, cặp đôi này rất chăm thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trong thời gian đầu Minh Hải sang nước ngoài, Hòa Minzy vẫn livestream cả gia đình và tương tác qua trang Facebook. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hòa Minzy và Minh Hải chỉ đăng tải hình ảnh của con trai chứ không hề chia sẻ ảnh gia đình ba người. Đáng nói, họ không nhắc đối phương và cũng không hề có tương tác nào. Thậm chí ngay ngày Valentine, Hòa Minzy chỉ đăng ảnh một mình và gửi lời chúc mọi người. Mặt khác, bạn trai thiếu gia của cô chỉ chia sẻ câu chuyện về ngày này mà không có một lời nào nhắc đến bạn gái. Minh Hải cũng chia sẻ MV ngày đầu tiên để chúc mừng Đức Phúc nhưng không nhắc đến Hòa Minzy, dù cô có tham gia diễn xuất. Trước đó khi trả lời bình luận của cư dân mạng, Hòa Minzy còn khiến fan ngỡ ngàng khi cho biết chưa từng có cảm giác được bạn trai cầu hôn. Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải quen nhau từ năm 2017 đến tháng 10 năm 2019. Cặp đôi hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng, đặt tên thân mật ở nhà là Bo. Trong một cuộc livestream trên trang cá nhân, Hòa Minzy cho biết thiếu gia Minh Hải đã hỏi cưới từ năm 2017 khi cả hai mới yêu thế nhưng cô chưa đồng ý. Bản thân cô mong muốn rằng sẽ sinh hai con rồi mới tổ chức lễ cưới để các thiên thần nhỏ cầm váy cưới cho mẹ vào thánh đường. Dẫu vậy, cả hai vẫn gọi vợ, chồng và xem nhau như người nhà từ lâu.